Xin được chuyển sang điểm tin giao thông số. Thưa quý vị, nhằm hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và dùng giấy đi đường không đúng mục đích, Công an thành phố đã đề xuất giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan trên được đến trụ sở trong 20 giờ, từ 6 giờ 30 cho tới 8 giờ và 16 giờ 30 cho đến 18 giờ và lộ trình di chuyển chỉ được phép từ chỗ ở cho đến nơi làm việc. Việc đề xuất này nhằm để tiện kiểm soát, cùng với đó nếu người lao động cần ra đường làm nhiệm vụ ngoài khung giờ trên và các tuyến đường cố định vẫn dùng giấy đi đường đã cấp. Trường hợp đổi ca hay bị nhiễm COVID-19 sẽ đổi giấy. Trường hợp do yêu cầu công việc cần đi lại, Công an thành phố sẽ xem xét cấp bổ sung giấy đi đường và giải quyết cho từng đơn vị. Ngoài ra cũng đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở về Sở Nội vụ tập hợp, gửi về Công an thành phố để cập nhật danh sách quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng công an sẽ kiểm tra thẻ ngành, thẻ nhân viên và lịch công tác và đối chiếu danh sách làm việc đã được cung cấp, cập nhật trên phần mềm. Yêu cầu cán bộ công chức đi làm tại trụ sở phải được tiêm 2 mũi vaccine, gia đình không thuộc trong vùng phong tỏa và cách ly.